Đức chứ không phải Lê Đức. Mario Lê Đức. Bãi câu cá Lê Đức. Ý là nói là... Đây là cái bãi để câu cá các bạn. Đây là một cái sông nè. Sông này người ta lắp mấy cái lều này trên cái băng luôn. Ta cho bác xe ở đây luôn. Trời hôm nay nắng, hôm nay 5 độ C. Đây xong rồi. Và đây là cái lều của mình. Mọi người thêm có lèo rồi, lèo thì tính theo đầu người, lèo 6 người thì khoảng 180 đô, con đất thì rẻ hơn nữa. Này, cái này, đây chỗ để câu cá, câu cá đổ sẵn này, thả một số tạ, cái này là người ta mắc các lưỡi câu. Mồi là cái gan heo. Bảo ơi, Bảo. Ừ, đâu nãy vô được. Cá ở trong cái suy. Cá đây là cá gì đây? Không có lấy. Nhưng mà người ta không làm được cái này tới là của người ta. Ở đây người ta không có thức. Đây là thức ăn mọi người đã chuẩn bị để đem theo. Lẩu và đồ nướng. Ta sẽ cho mình bỏ củi vô trong này. À, đây, cái trong này đó, cái dùng tên là sủi đây. Này là sủi hết củi cho cái quả vô thôi. À, mọi thứ đều là mùa đông tuyệt vời luôn. Nếu như trời hôm nay âm mấy độ. Trời hôm nay 7 độ, chán chết luôn. Nắng chang chang luôn. Ủa cục đi câu cá. Sáng giờ được có 3 con cá cho ba vậy đó. Có gì hết. Mấy sưởi tắt luôn. Củi dư luôn. Chuẩn bị mọi thứ. Very good. Từ cái thời tiết. Thôi đợi sang năm. Có con cá. Cái ba con cá đi bơi. Nước nó vừa. Chỗ này chỗ câu cá. Bỏ mấy cái đồ ăn này kia cho nhiều con cá, nhưng mà nãy giờ giống như nửa giống như 2 tiếng rồi nhưng mà chưa có con cá gì. Nhưng mà cũng có 3 con cá. 3 con cá có 2 cái bự và 1 cái nhỏ. Năm nay cái giờ có lẽ là mô hình là kinh doanh như thế này thất bại rồi. Mặc dù vậy thì vẫn đông nha, cuối tuần là vẫn đông nhưng mà ngày giữa tuần chắc có lẽ thế. Mấy cái chòi này không có giống cái chòi nào đó. Đá này nhà nó nứt ra luôn rồi nhà, mà người ta vẫn cho xe đậu đồ hết ghê quá ha. Dòng sông như vậy. To từ sáng giờ. Vậy thì có 3 con. Đó. Mùa đông năm nay được mọi người nói rằng là mùa đông lạ lùng. Giữa tháng 2, đầu tháng 2. Đầu tháng 2 gọi là cao điểm nhất của mùa đông á, nhưng mà bây giờ là mặc áo mùa hè đi ra đi. Mà có mùa hè này. Mặc áo mùa hè được luôn, ghê thiệt. Mùa đông năm nay lạ lùng thiệt.
cao điểm của mùa đông bình thường là giữa đầu tháng 2, cuối tháng 1, đầu tháng 2 và mãi tới tháng 3 vẫn là cao điểm. Còn bây giờ nhiệt độ là 5 độ C. Sông băng này cũng bị tan băng hết rồi. Đây là hai bên bờ sông ha. Đây là hai bên bờ sông cây cối. Cây cối nhìn vậy nha, nhưng mà tầm khoảng qua đầu tháng 4 là vừa ngưng mùa đông là lá xanh tùm trở lại. Một mùa đông lạ lùng. Cả nhà vẫn kiên trì câu tới bây giờ là gần 4 giờ chiều rồi. Và được 22 con chút chút nữa. Lên món mới. Món mới có hai cách nướng. Một cái nướng bếp ga, một cái có là nướng hẳn hôi luôn. Nướng hẳn hôi luôn ha không hả? Rồi bỏ thức ăn lên trên này thôi. Ngon lắm luôn. Chính thơm phức luôn ha. Mùi ngon lắm. Rồi lên màu mới luôn. Cá gì thịt gì luôn. Quá tuyệt vời luôn ha. Ủa con miếng thịt bò bên này chưa dùng luôn nè. Ok. Ăn miếng coi. Chấm cái nước này không cay lắm. Đúng bài. Quá xuất sắc. Đúng bài á. Bài cha. Tới món thịt bò. Món này cuối cùng trước khi ra về. Quá tuyệt vời luôn, lò lửa đã không? Đây là cái máy này, máy nướng chế nha. Chế thôi nha, thật ra đây là cái rồi, thật ra đây là cái lò sưởi thôi. Nhưng mà mình chế qua thành cái lò nướng, tuyệt vời không? Trời, đó, quá tuyệt vời ăn. Cá đây, lên. Bỏ vô. Con cá quá to luôn, cá này ký mấy luôn. Đứng tay cũng được, để chị nào đó đó cho. Nó gì rớt đâu mà láo. Nhưng mà con không có cỡ ra được luôn á. Ồ, cái đó gì vậy? Con mồi luôn. Wow. Thêm một con cá. Cái này không được. Thêm một con nữa, rất là kiên trì luôn. Rồi, ghê, con này ghê, 3 ký mấy luôn hả? Sáng cứ tới xong rồi ăn, xong rồi chơi, không có câu, bây giờ mới ngồi câu. Thấy chưa? Mổ là gỡ chuyên nghiệp không? Đó. Con này chắc 6-7 ký nữa ta. Rồi vô. Rồi vẫn còn cái vỏ.
Trời ơi, bự đó, bự đó. Chú này không? Chú chú hả? Ngon lắm, ăn gì thua rồi. Thua rồi, chuyện thua rồi. Thua hết trơn rồi. Rồi ơi. Rồi đi luôn mà. Bự nha. Giữ nha, con là bự à. Này mà có bự cái gì á. Con quá thì con không dám la lớn à. Dính hai. Ừ. Rồi đó là rồi. Chà. Con này bự nè. Ừ. Móc với cái bụng ba luôn. Ở đây móc lão. Kéo lên là dính. Kéo lên dính cái bụng ba. Chắc bây vừa vô bên ngồi bên chơi phải không? À, móc với cái bụng ta ngồi dưới ta. Đó, giật mạnh đấy không? Đó, giật mạnh dính bụng ba luôn. Giật mạnh dính. Liên tục luôn ta. Rồi, đó, xử đi. Ê, con mồi biết bay. Mồi con mấy nha. Ô, bảo hay quá. Ôi, 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 con bự thì xuống mắt luôn, con nhỏ xíu lên tay và nè con ăn tới mắt luôn á. Con cá đầu tiên. Cá đầu tiên quá luôn á. Ủa thì chỉ con một cái thôi. Ừ. Ba. Dư con, dư. Hai con luôn. Đó. Làm. Tại đi đâu. Giờ tới giờ đi ăn của nó mà. Ê! Lúc là bỏ vô. Còn một xíu. Ba cá. Nó nhảy nhiều quá. Mày biết là gì? Ừ, bự lắm. Bự. Ô, kéo lên để đi. Kéo lên. Một con này chắc 4 kg rồi ta. Ở đây đâu không? Dơ con bóp này nó chết sao? Ngày chờ đợi chứ được 2-3 con, bây giờ chứ trong vòng 1 tiếng đồng hồ được như đây đây. Đấy. Đó nào không? Đã không? Hello. Cá này kho tiêu là rất tuyệt vời luôn nha các bạn. Hello. Cá này kho tiêu là rất tuyệt vời luôn á. Khung cảnh vào ban đêm, các trò vẫn sáng đèn, mọi người vẫn câu trong đó. Là toilet ở cái khu vực này. Toilet thì có đầy đủ. Nhưng mà trong này có cả máy sưởi luôn nha. Có cả máy sưởi, có đầy đủ. Toilet thì như vậy nè. Khá là sạch sẽ. Dù là toilet công cộng. Sau khi được tặng thêm 1 tiếng đồng hồ nữa để câu thì được khá nhiều cá. Trong khi cả một ngày câu chỉ được vài con nhưng mà chập tối thì câu được khá nhiều cá. Bây giờ là lúc phải nhường chỗ lại cho ta khác người ta câu. Ok. Chúc các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe, thành công.
Ok, bye for now.